mà phải mềm trên mặt. và nâu nhé, nâu sạch chị em nhá nhé. Ác Thế dí quỳ dí của đồng ý đấy. Đang nuôi sủng cậu bé. Chào bà bé nhé, bà bé nhé, bà bé em nhé, nhé, bà bé em nhé. Đấy. Đấy. Đấy, còn thấy chưa? Cái này nó khôn lắm. Đấy. Thông minh nè. Tóc này. Gặp nhỉ. Bà chơi nhé. Được bế đi nó có chịu. Và có đồ ăn là đi theo hết. Con mình chỉ đam mê đồ ăn có ăn ăn thôi ăn, ăn hết chứ. Đây này nó nhìn này này, chắc bà sang bà cho nắm xôi nhé, làm ăn nhé, vặt nó ra không vặt, bà cho bà vặt nhé, bà vặt cho em ăn nhé, ui giời. Mì thảo không nè. Nè. Miếng đấy là miếng đấy. Nói ra thì bảo là hơn trẻ con đấy. Rồi, chăm, chăm như chăm trẻ con đấy. Làm nó mút đây nè. Đấy. Đấy, nó rất là này. Đấy. Mười một năm rồi. Dạ. Bà bé mày đừng có cánh bà nhé. Ăn cơm. Ít ăn cơm. Quýt đấy. Xoài. Đấy, bạn lấy nhé. Đây, đây của em này. Đây, đây, đây. Sợ ăn mất đấy. Mất đây là tí con nhỏ. Hay mắt tớ mờ bên đây xuân nè. À không phải, ăn dồn hai bên rồi dồn đồ ăn vào hai bên đó bà. À đấy hả? Dạ. Bắt đầu nó mới xuống bụng ấy. Dạ. Giống như con bò ấy là nhai lại ấy. Ăn mút rồi. Bà che áo cho. Tư tưởng các cậu bế cái quả gì tớ dạ. Cũng biết đâu. Hay là mi này. Mi làm mẹ cái mũ đội. Dạ. Ở đây không có bát, không có bát. Cái mũ của em đặt lên mặt. Đặt đây cũng được. Dạ. Nằm mút lên như mút sữa đây. Đấy, cứ tỉnh nha. Thỉnh thoảng đưa. Bà ở xong bà lên kia hai năm sau mà đãi mấy tướng bà đi nay. Bà có rau có cỏ thì bà hay gọi cho bà cái món này không ạ, tôi thấy đi mang cho con đi hái rau bà đấy, đi hái rau nhé, con đi hái rau bà ngủ rồi này. Lạnh. Thời tiết này lạnh bây giờ ở đây trước nhiều lắm. Cứ nói ra thì các cái anh lại bảo là ấy cứ ở trên đây là cứ thế này em mình cứ đi thì hắn chạy được đấy, được cái
nó như kiểu nó bú mẹ nó đấy. Em nó nói như em bé vậy mà. Ừ. Thế thì vui chứ. Có người thích mua đấy nhưng mà bà chồng bà má cứ cứ nhảy đi nhảy xuống đi. Dạ. Còn làm nhiều khi không chịu ngồi yên. Ba hôm xong mà ngồi yên thế. Đây đây, đây đây. Đây. Có cần ru đâu. Dạ. Cái nạnh này có cái mũ thì ngon. Dạ. Mất nạnh thì chứ gần mất nóng thì. Qua thì nóng nó kinh. Mút như kiểu là... cái con cái. À đây. Bằng quá, à quá. Vẫn cầm. Thế ngồi này nó quất cậu này. Cậu ngồi trên bia ra thế nó đừng toát mặt nó. Mình cũng khó chịu như thế. Thôi nó nuôi con người đi mát con mình. Chỉ đã lấy vợ. Sướng nhỉ, nay được bà ôm. Ngày bố ôm không không. Là lâu lâu vẫn dậy. Có giờ các anh mua cho nó xôi không? Đâu, đa số cho sữa, trái cây. Chứ không cho ăn xôi. Ăn cháo. Đấy. Bà nói chuyện nghĩa là thức dậy ăn tiếp. Đấy, người dưới kìa. Đây này, con mua bé của người ta hay là mình bắt? Không, cái này người ta cho. À đi. Đấy, kìa. Bỏ bỏ ra. Dạ. Ấm nhỉ, bà bế ấm nhỉ. Cầm cả hạt ăn làm sao được mà vẫn cầm hạt nữa chứ. Muốn cho bà cái hạt rồi. Đấy, con to đâu. Tham ăn nữa. Nó cầm ở trong rồi. Hai tay. Giấu. Giấu đi. Này này. Ăn không cho khôn. Bà. Này này khôn hơn bà. Ít nữa ăn xong nó lại đuổi chứ. Yeah. Không đâu, bà cho ăn mấy lần là thân thiện lắm. Nói thật, ít đi sang đây. Đây, đây. Cái này miên bóp được, đã bóp. Bóp phù quá. Bà cứ bỏ đây, chạy. Bóp cái này. Ừ. Này. Đấy. To quá to. Đây. Thôi ngồi cho mát thôi. Dạ không cần đâu. Không cần đá này rồi. Thôi ngồi cho mát. Ấm rồi. Ăn gì mà ăn nắng thế. Chua khi nó vất ra vậy. Ngọt đấy. Này là sướng rồi, gặp tay nhà nào nó nuôi là sướng rồi, đấy như người lớn kìa.
tay rất đẹp này. Ừ, 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 anh.